Tại Đà Nẵng, Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế IMA Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty 28 Tổng cục Hậu cần trao tặng quà và tiền hỗ trợ cán bộ chiến sĩ bị thiệt hại do bão lũ tại miền Trung. Buổi trao tặng quà có sự tham dự của ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Phát biểu tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Kim Kyung-jok, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế IMA Việt Nam, bày tỏ sự quan tâm, sẻ chia với nhân dân các tỉnh miền Trung, phải gánh chịu nhiều thiệt hại về tính mạng, tài sản trong thiên tai bão lũ và tinh thần dũng cảm của cán bộ chiến sĩ trong cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Hai doanh nghiệp phối hợp trao quà và tiền mặt với tổng trị giá 300 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ này được Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp nhận, cùng với quỹ quyên góp từ chương trình Thương lắm miền Trung sẽ được chuyển đến gia đình cán bộ chiến sĩ tại miền Trung để khắc phục hậu quả thiên tai.